Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, mấy tuần nay, cả nước Việt Nam theo dõi vụ án rất là nổi cộm, đó là vụ án chuyến bay giải cứu. Theo dõi 54 bị cáo là những doanh nhân và những cán bộ đưa hối lộ và nhận hối lộ, xem thử là mức án đề nghị cho họ là như thế nào. Nhưng thưa quý khán thính giả, trong khi đó ở một nơi xa xôi, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra một vụ án và có xử xong vào ngày 19 tháng 7. Vụ này, thưa quý khán thính giả, liên quan chỉ có 9 triệu đồng thôi. Người nhận tiền là phó phòng tư pháp của huyện Minh Hóa, bà Hiền, bà Đinh Thị Thu Hiền. Bà sinh năm 1981, năm nay tuổi Việt Nam thì bà được 43 tuổi. Thưa quý khán thính giả, vào năm 2022, có hai người đến nhờ bà để làm lại giấy tờ khai sinh, thì bà nói rằng là khó khăn, bà đã nhận cái số tiền của một người là 4 triệu và một người khác là 5 triệu để bà làm. Đó là hình thức nhận hối lộ. Hai người kia là nghĩ rằng là giúp cho họ, nhưng mà thực sự là đây là hành động mà bà Hiền nhận hối lộ. Hai người đó khi về nói chuyện với gia đình và thân nhân thì thấy rằng đó là nhận hối lộ. Thì họ gọi đến bà Hiền, họ than phiền. Bà Hiền lật đật kêu người đưa tiền trả lại 5 triệu, còn lại 4 triệu gì đó. Thì lúc mà điều tra thì bà đã mang 4 triệu này bà nộp tại cơ quan điều tra. Vậy là bà đã trả hết 9 triệu mà bà đã nhận. Bà ăn 9 triệu thì bà phải nhả ra đủ 9 triệu. Đó là khắc phục hậu quả. Nhưng mà tòa án ở tại huyện Minh Hóa cũng ra một bản án 3 năm tù. 3 năm tù. Đó là sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2023, trong lúc mà cả nước đang theo dõi vụ án ở tại thành phố Hà Nội, vụ án chuyến bay giải cứu. Thế thì nhận chỉ có 9 triệu mà bị 3 năm tù, đã trả khắc phục cả 9 triệu đó. Nhưng rồi lương tâm của bà cũng giống như là tòa án công lý ở tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã ra một bản án như thế, nhiều người cho rằng đó mới xứng. Như vậy đó, các cán bộ không dám nhận hối lộ trong tương lai. Thế nhưng vụ án ở tại Hà Nội, chuyến bay giải cứu, chúng ta thấy số tiền nhận rẻ lắm là cũng bao nhiêu triệu trở lên, bạc tỷ, có người thì cả mấy chục tỷ. Mà họ lại khóc lóc than vang đó là họ bị oan. Thôi thì khoan hồng cho họ, người thì nói khoan hồng cho họ để về để tang cho mẹ, người thì nói là hãy tháo gỡ những lệnh trừng phạt niêm yết tài sản mấy căn nhà vân vân, mà nhận thì tới mấy chục tỷ không có khắc phục, mới trả lại có 900 triệu. Người là thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế nhưng mà là nhận hối lộ là mấy trăm lần, rồi lên tới 40 mấy tỷ, nói rằng là tôi trả lại 35 tỷ thôi, xin là khoan hồng. Rồi chúng ta thấy ngoài ông Phạm Trung Kiên ra, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, chả có ai có một cái bản án tử hình nữa. Là tại sao? Và những cái bản án gì đó cho các quan chức nhận hối lộ đó, ép buộc người dân, để người dân phải chi số tiền rất là lớn, thì chỉ có nào là án treo, nào là 2-3 năm tù, nào là 9 năm tù, mười mấy năm tù. Nếu mà so sánh với cái người này đó là bà Đinh Thị Thu Hiền, chỉ nhận có 9 triệu thôi mà đã phải nhả ra đủ 9 triệu để gọi là khắc phục hậu quả mà vẫn bị án 3 năm, thì công lý chỗ nào? Nếu mà chúng ta nói là tòa án ở Việt Nam là để xử trên sự công lý, công bằng cho người dân, thì đây,
Bà Đinh Thị Thu Hiền cũng là một cán bộ là phó phòng bộ tư pháp ở tại huyện Minh Hóa. Bà cũng dùng cái chức vụ này để ăn hối lộ 9 triệu nhưng xử 3 năm tù. Còn trong khi đó những cán bộ kia nhận không phải là vài triệu giống như bà Hiền. Nhận tới cái mức kinh khủng bạc tỷ trở lên không mà. Mà có người thực đề nghị là án treo, có người thì chỉ có vài năm, không bằng cái số 3 năm của bà Hiền này nữa. Rồi có người thì 5, 6 năm, có người thì 9 năm. Thử như thế có là công lý hay không? Thử như thế có phải là sự công bằng hay không? Và đối với bà Đinh Thị Thu Hiền, bà nhận một cái bản án 3 năm thì đúng với đúng người đúng tội rồi. Còn những người kia đúng người rồi, nhưng có đúng tội hay không? Tội của họ như thế thì có nên cân nhắc thêm hay không? Thưa quý khán thính giả, phiên tòa vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi đọc bản tin của báo Tuổi Trẻ, thấy cái sự kiện này tôi cảm thấy bức xúc, nên tôi chia sẻ đến quý khán thính giả. Đó là thắc mắc của tôi. Tôi không biết quý khán thính giả nghĩ như thế nào, nhưng mà đây là một sự thắc mắc vô cùng đối với tôi. Công lý có được thực hiện với một cái bản án đề nghị cho 54 bị cáo mà các quan chức thì cũng giống như là những người đưa hối lộ, mà những người đưa hối lộ lại là những người phải bị ép buộc đưa hối lộ, là nạn nhân nữa, thì chúng ta nên xử như thế nào? Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.